Chỉ còn một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ cùng chào đón Tết Nguyên đán Tết Ất Mùi 2015 và có rất nhiều dịch vụ nở rộ nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trong dịp năm mới. Có một dịch vụ không những thuận lợi cho các hộ gia đình mà còn được ví như là một dịch vụ giải phóng cho các chị em phụ nữ nhằm tiết kiệm thời gian cho chị em tận hưởng không khí Tết ấm áp bên gia đình. Nếu như bằng giờ này năm ngoái, bà Hà còn đang tất bật với công việc kinh doanh và việc nhà, thì năm nay, công việc mà bà phải làm chỉ đơn giản là dọn dẹp bàn thờ và dành thời gian sắm Tết, vui chơi cùng cháu gái, vì bà Hà đã lựa chọn cho gia đình mình dịch vụ người giúp việc. Khi mà sử dụng cái dịch vụ này trong cái dịp Tết ấy, thì mình thấy rất là thích, tại vì là thứ nhất là mình có thời gian, ví dụ như ngay mình có thể là có cái thời gian mà tự tay mình bao sái cái bàn thờ để mà chuẩn bị cúng tổ tiên, cúng thần linh, hoặc là mình cảm thấy rằng khi mà mình muốn đi mua sắm hoặc đi chơi hoặc muốn có những cái để điều kiện sắm sửa cho gia đình hoặc đi Tết bên nội bên ngoại chẳng hạn, thì mình thấy nó tự tin và có một người ở nhà. Không chỉ có người dọn dẹp nhà cửa, các bà nội trợ với quỹ thời gian eo hẹp như bà Hà có thể tìm đến hàng loạt dịch vụ khác như đi chợ thuê, đón con thuê, nấu cỗ thuê từ các trang web. Với dịch vụ đi chợ thuê, chỉ cần một cuộc điện thoại hoặc một email đăng ký, sau vài tiếng đồng hồ là đồ ăn đã qua sơ chế sẽ được mang đến tận nhà cho khách. Những người phụ nữ thích chăm lo cho gia đình không còn phải vội vã về nhà đi chợ sau những giờ làm việc bận rộn như trước. Công việc cơ quan để phải thu xếp và sắm sửa đón Tết nên là không còn nhiều thời gian để tự mình để có thể đi chợ, nên là các chị em sử dụng cái dịch vụ này khá nhiều. Bên cạnh các mặt hàng về thực phẩm tươi sống, rau xanh thì chị em phụ nữ cũng gọi đặt những cái mặt hàng khô như măng, miến và mộc nhĩ. Những dịch vụ như thế này nở rộ dịp cận Tết sẽ giúp tiết kiệm thời gian để các bà, các mẹ có thêm thời gian vui chơi hưởng Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, để lựa chọn cho gia đình loại hình dịch vụ phù hợp nhất, những người nội trợ cũng cần phải cân nhắc. Việc đầu tiên là mình phải hoàn toàn tin tưởng vào cái người mà giới thiệu cho mình, những cái người mà lên và giúp đỡ mình. Cái thứ hai là mình cũng phải coi họ như là người thân trong gia đình và quan tâm chăm sóc họ, rồi thậm chí là có cái gì thì hướng dẫn chỉ bảo, thì họ sẽ cảm thấy họ không bị lạc lõng. Ai cũng biết sử dụng dịch vụ như vậy là tiện ích, thế nhưng cũng chỉ nên sử dụng trong trường hợp quá bận bịu, không có thời gian, bởi lẽ có thêm bàn tay chăm chút của người phụ nữ, đặc biệt là dịp Tết này, thì không khí gia đình sẽ ấm áp và ý nghĩa hơn.